Ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến Đông Dương cũng đã tuyên bố không có hy vọng đảm bảo một bầu cử thật sự, trong đó cử tri có thể bỏ phiếu theo ý muốn mà không sợ bị trả thù chính trị. Trong một thời gian ngắn 8 năm 7 ngày, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã biến miền Nam Việt Nam từ chế độ thuộc địa lên đến một quốc gia độc lập, phú cường với một quân đội hùng mạnh, một nền giáo dục y tế chu đáo, một nền kinh tế ổn định. Bên cạnh đó, chính phủ ông còn tái định cư một cách thành công hơn 1 triệu đồng bào miền Bắc, vì tổ chức cuộc đảo chánh và sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm vào ngày 1 tháng 11 năm 1963. Hành động đảo chánh này đã đưa Việt Nam Cộng Hòa đến tình trạng khủng hoảng lãnh đạo trong một thời gian dài, cho đến khi tướng Nguyễn Văn Thiệu trở thành Tổng thống năm 1965. Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết chết ngày 2 tháng 11 năm 1963, hưởng dương 62 tuổi. Cuối cùng, trước khi chấm dứt, chúng tôi xin được trích một số những lời tuyên bố bất hủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tôi không phải là thần thánh, tôi chỉ là một người bình thường. Tôi chỉ biết thức khuya, dậy sớm làm việc, một lòng hiến dân đời tôi cho đất nước và dân tộc. Đời sống dân chủ phải căn cứ trên sự tôn trọng nhân vị, tôn trọng công ích, công lợi, tôn trọng các xu hướng dị động, miễn là đừng đưa tới hỗn loạn hay che đậy thâm ý bảo thủ bất động. Chế độ này tuy còn nhiều khuyết điểm, nhưng còn hơn nhiều chế độ khác. Người ta chê là độc tài, nhưng chỉ ngại bỏ những thứ độc tài khủng khiếp hơn. Tôi tiến thì theo tôi lùi thì bắn tôi chết thì trả thù cho tôi. Và câu nói của cụ, thấy Cộng sản ở đâu là phải bắt bỏ ngay, thấy ai tuyên truyền cho Cộng sản cũng bắt bỏ ngay. Và câu cuối cùng, nếu quý vị mang quân đội Mỹ vào Việt Nam, tôi phải giải thích như thế nào với dân tộc tôi, với người dân Việt? Hình ảnh hải hùng của quân đội viễn chinh Pháp còn ẩn sâu trong tâm trí họ. Sự can thiệp của bất cứ một quân đội ngoại quốc nào vào Việt Nam cũng đem lại sự bất lợi cho Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của toàn thể quý vị và sự quan tâm. Văn tế cố Tổng thống Ngô Đình Diệm nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày qua đời của cố Tổng thống. Duy Úc Quốc, đền thờ quốc tổ, cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria, thành phố San Carlos, ngày 2 tháng 11 năm 2013, nhằm ngày 29 tây tháng 9 năm Quý Tỵ, quốc lịch 4892, Chủ tịch Cộng đồng Nguyễn Văn Bon, trưởng ban tranh đấu nhân quyền Phạm Minh Tâm, đại diện lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc Thái Thị Thu Nguyệt, chánh tế Nguyễn Thế Phong, hiệp cùng cộng đồng đồng bào, trẻ già trai gái, nhân ngày huy nhật quỳ trước linh đài khởi tấu rằng: nhớ linh xưa, phủ cam đất cũ, âm thầm khởi nghiệp 15 năm ra công đổ sức, mở lối dân quyền, gia định miền xưa, uy dũng chuyên tâm, suốt 9 năm tận lực miệt mài phục hưng nhân vị. Chiến lược kia con cháu phát huy, nhân dũng này giống nòi bến mộ, bao năm quốc thổ an bình, miền Nam Việt sáng ngời Đông Á, mấy lúc dân quân dân thịnh vượng, nền Cộng Hòa nước tiếng năm châu, trên cao nguyên cương thổ ruộng rẫy dinh điền tươi tốt quanh năm, dưới cửu long chính khúc đồng lúa nuôi dân gạo thừa xuất cảng, trong giữ gìn quốc thể ngoài bình đẳng lân bang, chẳng cho phép Tây Tàu đồng hóa, vẫn giữ chủ quyền giao hảo đồng bang, hùng cứ phương Nam oai danh đất Việt, giữa lúc nguy nan nhất thống quân binh ban hành ước pháp lập nước Cộng Hòa,
trong gian hiểm, kết hợp toàn dân lập nền chính phận tạo thế quốc gia, kế thế hưng bang, nối chí Lý Trần Lễ Nguyện, báo anh hùng vào sanh ra tử, giữ cho cõi giang sơn bền vững vẹn toàn. Vung bồi xã tắc, noi gương Trưng Triệu Ngô Đinh, lắm hào kiệt trùng trùng khí thế, dựng nên bao công nghiệp vi dũng vang lừng. Sóng phế hưng dù đảo lộn, trời Nam còn riêng cõi, chim Việt vẫn chung bày, tâm hào kiệt ngập tràn quốc thổ. Nên xã tắc dẫu an nguy, đất Việt vẫn vẹn toàn, cảnh Nam thêm anh túc, nhân đức hòa sáng tỏa cổ kim. Lấy sức toàn dân vận trù quyết sách, phá chặt nội xâm lê mát tà gian, đem tài cả nước khai dụng đấu tranh, giải thể gian nhân hồ mau chặt giữ. Thang ôi rồng thiên gãy cánh, dinh lũy tan tành, đành thuận quốc một lòng huynh đệ. Hào kiệt xa cơ, vận nước bi ai, đồng hiển thân tượng nghĩa. Chốn Nam bang thiên địa thảm sầu, phường võ giọng được thời thính chính, gây nhiễu dương loạn lạc, lợi cho đủ siêu cường xấu xé nhà Nam. Thế đó, ngoài Bắc địa, hồ binh hớn hở, lũ hồ mau cùng dậy lăng xăng, tạo rối ren khủng bố, toa rập bọn ngoại bang mượn cớ điều quân vào nước Việt. Cho nên, thế sự rối ren đến hồi mất nước, cộng nô hà chính áp bức dân lành, bởi đâu nên nổi. Nay cuối sinh, chí sĩ anh linh về đây chứng giám, tạ công đức anh hào, nước nhà xin sạch bóng hung nô. Hào kiệt thấu tình nhậm lễ niệm hương, nền thịnh trị nhân hòa, cơ đồ miệng giữ gìn vạn đại. Hôm nay đây, lòng thành tưởng niệm, kính dân lễ bạc, duy khiết duy tinh, trước đài tưởng niệm bái lạy tiên linh, lai lâm chứng giám, ban ân phù hộ, Việt Nam được tái lập độc lập, tự do dân chủ nhân quyền, thái bình và thịnh trị. Khẩn đầu cảnh bái cung duy thượng. Và sau đây chúng tôi xin được kính thức mời quý vị và toàn thể quan khách tham dự lễ dân hương để bày tỏ lòng thành kính đến vị cố tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên. Tiếp tục. Cha ta sống sông núi đời đời tiếp nối, núi sông này là của chính ta. Cha ta sông núi dài tới Cửu Long, cha ta gánh lúa mênh mông, Bắc Nam kề vai chung phần, cha ta đất nước miên man dòng sông, cha ta xương máu dài tới Cà Mau, cha
Đó là chiến hướng của cố tổng thống Ngô Đình Diệm.
Và tôi thiết nghĩ chúng ta chỉ đặt vào cái việc cái sự đóng góp của Ngài cho đất nước mà thôi. Kính thưa quý vị, thì thật sự tôi thiết nghĩ là ngày hôm nay tôi có rất nhiều chuyện để chúng tôi thưa đến quý vị dựa theo một cái nhìn của một người hậu bối. Kính thưa quý vị, tôi thiết nghĩ là nền đệ nhất Cộng hòa, Tổng thống Ngô Đình Diệm, đệ nhị Cộng hòa, có cùng cái quan điểm với nhau, muốn mơ cho đồng bào được có cái sự tự do, muốn bảo vệ miền Nam Việt Nam và muốn một lòng chống Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị, khi có Tổng thống Ngô Đình Diệm mà trở thành Tổng thống thì Tổng thống lại có cái cương quyết là thứ nhất không hợp tác với người khác, cái thứ hai không hợp tác với Cộng sản. Nó nói lên hai điều chút nữa đây chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị. Kính thưa quý vị, theo tôi tìm hiểu được qua những tài liệu thì cá nhân của tôi là một hậu sinh, tôi rất kính trọng Tổng thống Ngô Đình Diệm qua những cái diễn tiến như sau. Vào năm 1933, vào tháng 5 năm 1933, ông đã nhận chức Bộ trưởng, tức là Thượng thư Bộ Lại, tức là Bộ trưởng của Bộ Nội vụ vào thời gian lúc bây giờ. Kính thưa quý vị, lương một tháng lương là 400 đồng. Một tháng lương là 400 đồng. Trong lúc đó, một công nhân đi làm một tháng lương chỉ có 20 đồng. Một tháng lương chỉ có 20 đồng. Nhưng mà ông làm 400 đồng. Đó. Thì kính thưa quý vị, ông đã nhận lời mời của cụ Hoàng đế Bảo Đại ra nhận cái nhiệm vụ đó. Nhưng khoảng 4 tháng sau, vào tháng 9 năm 1933, ông lại từ chức. Lý do từ chức là vì ông thấy người Pháp hạn chế cái quyền hạn của Hoàng đế Bảo Đại trong thời điểm đó, và ông không chấp nhận được cái chuyện đó. Cho nên ông đã vào gặp trận Hoàng đế Bảo Đại để xin giải nhiệm. Chẳng những giải nhiệm Thượng thư Bảo Đại mà còn tất cả những chức vụ khác mình. Thưa quý vị, quý vị giải nhiệm cái việc đó tức là ông phủi bỏ đi cái quan chức của mình mà 400 đồng trong cái khoảng thời gian đó một tháng nữa. Thưa quý vị, cho nên cụ Phan Bội Châu là nhà cách mạng nổi tiếng lúc bấy giờ, tôi có làm bài thơ, thật sự đúng ra tôi không biết tôi có nhớ nổi bài thơ này hay không, nhưng mà tôi cố gắng. Sau khi cụ Diệm từ chức, xin được từ chức, thì cụ Phan Bội Châu có làm bài thơ: ai ngỡ trời Nam hãy có người, xịt nghe tưởng ngỡ sấm ngang tai, long hồng coi nhẹ vàng muôn lượng, ngôi quý xem tựa chép nửa đôi, phơi tỏ cùng trời gan chói đỏ. Kính thưa quý vị, cái bài thơ đó thật sự xin lỗi tôi không nhớ nổi, nhưng mà bài thơ đó của chính cụ Phan Bội Châu viết tặng cụ Diệm trong cái thời điểm đó. Ngài đã bỏ quan chức và cái công danh của mình để đòi hỏi cái việc gì? Kính thưa quý vị, đòi hỏi quyền hạn của người Việt Nam lúc bây giờ. Kính thưa quý vị, và Ngài đã làm cái việc đó. Kính thưa quý vị, và thứ đêm chẳng những như vậy, lúc nãy ông Nguyễn Thế Phong có đề cập đến là ông Hồ Chí Minh có mời Bộ Diệm ra để làm quan. Lúc đó Hồ Chí Minh mời Bộ Diệm làm tới chức thủ tướng là, thưa quý vị, chứ không phải là bộ trưởng, chức thủ tướng. Nhưng Bộ Diệm không phải từ chối, mà Bộ Diệm nói với Hồ Chí Minh nếu muốn làm được như vậy thì Hồ Chí Minh tất cả những cái Diệm Minh, hành động Diệm Minh phải report lại cho chính Bộ Diệm. Thì Bộ Diệm mới nhận cái chức đó. Kính thưa quý vị, để đương nhiên là Hồ Chí Minh không có đồng ý với lại cái việc đó, cho nên Bộ Diệm không có nhận cái chức đó. Kính thưa quý vị, và chúng ta nhận thấy nữa đó là cái tấm lòng của cụ đối với đất nước. Cụ còn có một cái tấm lòng đối với đồng bào. Kính thưa quý vị, năm 1954, khi đất nước chia rồi, việc gì đã xảy ra? Kính thưa quý vị, cụ Diệm đã chấp nhận 1 triệu đồng bào từ miền Bắc vào miền Nam. Kính thưa quý vị, trong lúc đó miền Nam chỉ có 16 triệu. Từ không mà một cái sự thay đổi mà dân số của miền Nam, đất nước miền Nam lúc bấy giờ tăng thêm 6-7%.
Kính thưa quý vị, nói cái việc mà logistics thôi để chúng ta lo cho đồng bào, nó cũng là một cái vấn đề mà ngày hôm nay chúng ta thấy rất rõ. Lâu lâu chúng ta thấy thiền nhân đến lúc mấy trăm người, mấy ngàn người đã là một cái vấn nạn bấy nhiêu thuộc rồi, nhưng cụ diện 1 triệu người. Kính thưa quý vị, đây là cái lòng rất trong sáng, cái lòng thương đồng bào mà tôi thiết nghĩ rằng tôi vào tôi tham dự được thánh lễ ở ngày hôm nay do bên Công giáo tổ chức, nhưng đây là cái tấm lòng mà tôi thiết nghĩ không phải chỉ ở bên Công giáo mới có cái điều mến mộ như cụ diện không, mà tôi thiết nghĩ những tôn giáo khác đã hướng thiện, đã cái chủ trương của mình là làm cái việc thiện, thì đây là cái việc thiện. Kính thưa quý vị, mà cụ làm đúng theo tinh thần của người Việt Nam đón đồng bào của mình vào một cái xứ sở tự do. Thưa quý vị, đó là cái việc xảy ra mà cụ diện đã làm. Thì tôi qua cái bài thơ mà Nguyễn Thế Phong lúc này về cái cương quyết của cụ diện, thì chúng ta thấy rất rõ cái lòng cương quyết của ông đối với đất nước. Còn hai cái việc mà lúc nãy tôi thưa với quý vị là chúng tôi xin thưa với quý vị sao, đó là ông không chấp nhận làm việc với lại cộng sản, thứ nhất. Thứ hai là ông không chấp nhận là làm việc với lại người Pháp. Kính thưa quý vị, nói lên điều gì? Chính ông hiểu rõ nếu chúng ta chấp nhận làm việc với người cộng sản thì chúng ta lại đưa đất nước vào một cái hoàn cảnh khốn cùng. Kính thưa quý vị, chính ông biết rõ điều đó, và chính ông cũng đã chứng kiến được cái sự cái thế lực, tôi cho rằng cái thế lực ngoại xâm. Kính thưa quý vị, lúc thời bây giờ người Pháp đang cai trị đất nước của chúng ta thì đó là một cái thế lực ngoại xâm. Kính thưa quý vị, và ông cũng không có chấp nhận bất cứ một cái thế lực nào khác ở bên ngoài đưa vào. Đó tôi thiện nghĩ cũng là cái lý do tại sao cụ diệm không chấp nhận cho quân đội Mỹ vào đất nước Việt Nam. Kính thưa quý vị, để rồi ông không thể có cách giải bày với lại đồng bào Việt Nam của chúng ta. Cho nên ông không phải đặt cái quyền lợi của ông lên trên. Tại vì nếu ông chấp nhận một cái thế lực ở bên ngoài đưa vào, tức là ông đang củng cố cái vị thế của ông, mà lại quên đi cái quyền lợi của dân tộc, thì tôi thiết nghĩ đây là cái điều quan trọng. Đây là cái điều quan trọng ở đây là ông gạt cái quyền lợi cá nhân một lần nữa, ông gạt cái quyền lợi cá nhân của ông qua một bên để ông đặt cái quyền lợi tối thượng trên đây. Đó là quyền lợi của quốc gia và dân tộc. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, ngày hôm nay cái việc gì xảy ra? Hai cái việc mà ông lo nhất đó là không cộng tác với lại cộng sản mà không cộng tác với ngoại xâm. Hai cái việc đó đang xảy ra với lại đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam ngày hôm nay đang bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cai trị. Chính quốc tổng thống đã có ý định là không cộng tác với họ, thì ngày hôm nay chính họ là cái người cai trị đất nước Việt Nam. Chính quốc tổng thống đã không chấp nhận những cái thế lực ngoại xâm khác, thì ngày hôm nay Tàu Cộng một lần nữa đã trực thuộc. Kính thưa quý vị, nếu không muốn nói là gián tiếp thì tôi tin rằng Tàu Cộng đang trực thuộc điều hành đất nước Việt Nam của chúng ta và đang thôn tính đất nước Việt Nam của chúng ta. Kính thưa quý vị, nhà ái quốc có nhìn xa như vậy, nhìn trước mấy chục năm, 50 năm xa thì điều đó có xảy ra. Cho nên trong cái bài thơ của Bùi Nhiệm, kính thưa quý vị, nếu tôi rút lui, quý vị hãy bắn tôi thiết nghĩ là ông cũng đang nhắc cho mọi công dân của Việt Nam, cũng giống như là chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa thời đấy nhất, cũng giống như vậy, hiểu rõ là chúng ta có cái trách nhiệm không phản quốc, không phản lại những người khác. Nếu tôi phản, anh hãy bắn tôi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay sau 50 năm sau ngày cố tổng thống đã tử vong, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay đất nước của chúng ta, mặc dù chúng ta sống ở một đất nước tự do dân chủ, nhưng chúng ta còn có bộ phận thiêng liêng. Chúng ta sinh đẻ ra ở đất nước Việt Nam, chúng ta là công dân quốc hiện giờ, nhưng chúng ta không thể nào chối bỏ được cái nguồn gốc của chúng ta là con dân quốc Việt. Kính thưa quý vị, chúng ta còn có bộ phận thiêng liêng đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nên có một cái định hướng cho mình. Chúng ta không bàn cãi
về những cái việc nó xảy ra, nó đúng, nó sai. Chúng ta có thể làm cái việc đó thì chúng ta lại quên đi cái việc mà chúng ta cần phải làm, đó là cái vấn nạn cộng sản và cái vấn nạn ngoại xâm. Chúng ta quý vị, cho nên chúng ta không có tiến vào phải, đó là cái việc cái biến cố năm 63 đúng hay sai hay là như thế nào. Mà tôi thiết nghĩ cái chủ ý của cố tổng thống là để phục vụ cho đất nước và dân tộc, và cái chủ ý của quân lực Việt Nam Cộng Hòa để nhất giống như đề nghị, và còn nhiều vị đã hy sinh cũng không ngoài ý đó. Thưa quý vị, cho nên khi chúng tôi tìm hiểu những cái tài liệu đó, chúng tôi cảm thấy rất tự hào, rất tự hào và hãnh diện là con cháu của thế hệ sau của những người đã đi trước, đi cố tổng thống cũng giống như các vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, tôi kính nể, tôi thiết nghĩ chúng ta, quý vị các bậc phụ huynh hiểu nhiều hơn cá nhân chúng tôi, và quý vị có con theo nhà, xin quý vị phổ biến và quý vị làm như thế nào để cho các em có thấy được cái lòng dân tộc, để cho các em cũng giống như là quý vị và cùng với chúng tôi đóng góp cho một Việt Nam không có cộng sản, không có sự ngoại xâm của một cái thế lực nào đó. Xin trân trọng cảm ơn con. Xin chân thành cảm ơn ông chủ tịch cộng đồng dân tự do và Victoria Nguyễn Văn Bon. Và kính thưa quý vị, trong cái lời phát biểu của tổng thống mà chúng tôi xin có một số phản ứng của cử tọa, thì chúng tôi xin thưa quý vị là cái câu nói mà chúng này chúng tôi có trích trong phần tiểu sử là nếu tôi tiến thì theo tôi lui thì bắn tôi chết thì trả thù cho tôi. Có một số người theo cử tòa nói rằng cái câu này có lẽ cái phần sau gọi là tôi trả thù chết thì tôi trả thù cho tôi đó, thì có thể là ông do Phụ Diệm nói, hoặc là chỉ do những người sau khi ông đã mất và đã ghi lại như vậy. Cũng có người cho rằng ông nói là nhưng nếu tôi chết thì hãy theo gương của tôi, hoặc là tiếp nối con đường của tôi đi. Thì thưa quý vị, cá nhân chúng tôi khi là những người hậu bối lúc mà viết những lại tiểu sử này, chúng tôi thì quý vị rất là cẩn thận, chúng tôi không dám tự mình đặt ra bất cứ cái điều gì mà chúng tôi phải tham khảo rất nhiều sách vở, rất nhiều nguồn khác nhau. Và cái câu này, đặc biệt cái câu này được nhắc lại rất nhiều lần trong nhiều nơi khác nhau, nhưng họ cùng viết giống như vậy, không có ai viết cái câu là nếu tôi chết thì hãy tiếp tục con đường của tôi. Cho nên cá nhân chúng tôi không dám, mặc dù cũng có thể là cũng có một vài suy nghĩ trong lòng, cũng có suy nghĩ, cũng có thể giống một vài quý vị ở đây, nhưng rất tiếc là hậu bối khi mà viết xuống thì không dám sửa bất cứ một dầu một chữ, dầu một cái dấu chấm thiếu phép. Thành ra chúng tôi xin được để lại cho quý vị là những người rất hiểu rõ, và chúng tôi thiết nghĩ là chúng ta hiểu thế nào thì nó cũng xong. Ông là người quốc gia, nếu ông chúng ta, nếu một người quốc gia thù nước, ông đã chết vì nước, thù nước thì chúng ta có bổn phận phải báo thù cho những người nằm xuống. Còn chúng tôi không dám nói là thù gì khác riêng. Và nếu chúng ta muốn hiểu rằng thì hãy tiếp tục con đường tôi đi, tôi nghĩ đó cũng là điều hay, và chúng ta cũng tùy mỗi người chúng ta tự nghĩ lấy. Tôi phải không, thưa quý vị, xin cảm ơn sự thông cảm của quý vị và rất trân trọng những ý kiến của quý vị đã có bày tỏ như vậy. Thưa quý vị, sau đây trước khi chúng ta chấm dứt chương trình, chúng tôi xin được kính mời lời phát biểu của bác sĩ Thái Thị Thu Nguyễn, đại diện Mặt trận Dân tộc, và trong tinh thần của Tổng thống Ngô Đình Diệm, những gì ông đang lo và những gì đất nước đang gặp phải, chúng tôi xin được trân trọng kính mời. Xin quý vị vui lòng chào đón bác sĩ Thái Thị Thu Nguyễn. Kính thưa ông chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Victoria Nguyễn Văn Bon, kính thưa chủ tịch của đền thờ quốc tổ Nguyễn Thế Phong, kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị đại diện cho hội đoàn thể, quý vị tất cả các cơ quan truyền thông cùng tất cả đồng hương hiện diện hôm nay trong ngày tưởng niệm của cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Kính thưa quý vị, hội trường chưa bao giờ đông như thế này. Điều đó chứng tỏ rằng quý vị vô cùng nghĩ đến tình hình của đất nước và
và tỏ cái tấm lòng ngưỡng mộ đối với Tổng thống Ngô Đình Diệm, làm cho ban tổ chức chúng tôi vô cùng xúc động và xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, nhìn về lịch sử cận đại, chúng ta ai cũng thấy rằng thời Đệ Nhất Cộng Hòa là giai đoạn đoạn vàng son của Việt Nam trong thời cận đại, mà người sáng lập ra Việt Nam Cộng Hòa là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Khi Ngài mất đi, lúc đó tôi rất còn non trẻ, tôi chỉ mới có 19 tuổi và với một hai năm đại học ở đầu của Đại học Y Khoa. Tôi bàng hoàng khi thấy vị lãnh đạo đã ra đi tức tử như vậy, nhưng trong trái tim của tôi chỉ bàng hoàng mà chưa biết tại sao. Và tìm hiểu, tôi tự hỏi làm sao bây giờ, thì tôi tự hỏi làm sao mà trong một giai đoạn ngắn như vậy, là chưa có hơn 8 năm mà Ngài đã làm nên một thời vàng son cho dân tộc. Trong khi Ngài khi về nước nhận lãnh một trọng trách xây dựng miền Nam Việt Nam mới biết bao nhiêu là khó khăn. Bên trong là tàn dư của Pháp chống đối, bên ngoài là Cộng sản lâm le quấy rối. Ngài đã nhận lãnh một quốc gia đang chuyển mình từ một nước bị đô hộ, một nước được cai trị dưới chế độ quân chủ.